Vì sao chúng ta nên học cách xoa bụng đúng nguyên lý để dưỡng sinh? Xoa bụng là một nguyên lý sức khỏe dễ chơi và dễ học. Chức năng chính của xoa bụng là điều hòa lát lách, dạ dày và đường ruột, cải thiện chứng khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, viêm dạ dày mãn tính và các bệnh liên quan khác. Bụng con người là một trong những bộ phận dễ bị tổn mến nhất do sự tích tụ chất béo. Tư thế và thói quen ăn uống kém cỏi khiến bụng dưới dễ bị tích tụ mỡ. Nhiều người kém cỏi có thói quen ăn quá no nên việc xoa bụng một chút có thể giảm đi gánh nặng và sự giận dữ ở khoang bụng. Hoặc khi ăn quá nhiều gây đầy hơi, người chơi có thể làm giảm các triệu chứng của mình bằng cách xoa bụng. Khi con người đến tuổi trung niên, dòng bụng của nhiều người khai mạc to, đàn bà xuất hiện các triệu chứng đầy hơi và con trai kém cỏi có chiếc bụng bi lớn thì trông vẻ bề ngoài rất bừa bãi và không khỏe mạnh. Trong trường hợp này, trên thực tế, người chơi có thể thực hiện một số biện pháp phòng ngừa đen đủi đau ốm và giảm nhẹ số đo thông qua việc xoa bụng. Xoa bụng mang lại chức năng gia tăng lưu lượng máu ở vùng bụng và ruột cơ trơn, tăng cường hoạt động của thành ruột bên trong ở cơ quan tiêu hóa, từ đó tăng cường chức năng hoạt động của hệ bạch huyết, chức năng hoạt động của đường ruột cũng được cải thiện đáng kể, do đó quá trình tiêu hóa thức ăn, hấp thu dinh dưỡng và bài tiết chất thải sẽ dễ dãi hơn. Tuy nhiên, mặc dù nhiều người biết rằng có một lợi ích nhất định trong việc xoa bụng kém cỏi xuyên, nhưng họ lại không biết nguyên lý chính xác để xoa bụng đúng cách. Hôm nay, chúng ta hãy cùng các thầy thuốc trên kênh Sức Khỏe khám phá cách làm thế nào dùng bụng khỏe mạnh, các huyệt đạo ở bụng và cách chính xác để xoa bụng. Bụng thế nào là khỏe? Một cái bụng khỏe mạnh nên ở trạng thái phẳng phiêu thon gọn, làn da mịn màng sáng bóng, có tính đàn đại di và không có thịt nhô lên gồ ghề. Sau khi ăn, mọi người sẽ cảm thấy no, nhưng bụng sẽ không phình ra. Bụng không khỏe mạnh kém cỏi có rất nhiều chất béo tích tụ mà chúng ta hay gọi là mỡ bụng, làn da xỉn màu và không đàn đại di tốt. Nếu người chơi có tình trạng này trong một thời gian dài, người chơi nên lưu ý đến sức khỏe vùng bụng của người chơi. Những huyệt gì có trên vùng bụng? Chúng ta đều biết rằng, theo khái niệm của Đông y, bấm huyệt có thể ngăn ngừa và điều trị nhiều bệnh, và các bệnh ở vùng bụng cũng không ngoại lệ. Y học cổ đại Trung Quốc tin rằng bụng của cơ thể con người là thành quách bảo vệ của các cơ quan nội tạng, là nguồn gốc của âm dương. Khi dòng bụng bị chắn lối bởi sự béo bụng, mọi hoạt động bị bê trễ thì việc kém cỏi xuyên xoa bụng có thể làm cho âm dương điều hòa, trên dưới thông suốt, bổ ích cho sự thảo luận chất béo, giảm mỡ và phòng ngừa các bệnh khác nhau. Tuy nhiên, trước khi học cách xoa bụng, chúng ta phải biết có những huyệt vị nào trên vùng bụng. Ở vùng bụng có tới 6 đường kiên dè mạc âm và 1 đường kiên dè mạc chính đi qua. Có 6 huyệt vị bao gồm: huyệt Thiện Trung, huyệt Cưu Dĩ, huyệt Cử Khuyết, huyệt Trung Quản, huyệt Thủy Phân, huyệt Khí Hải, huyệt Quan Nguyên, huyệt Trung Cực và các huyệt vị khác. Các huyệt đạo khác nhau có chức năng và nguyên lý xoa bóp khác nhau. Ví dụ, massage huyệt Đại Hoàng có thể loại bỏ dầu mỡ trong đường ruột, massage huyệt Thiên Khu có thể vừa nhuận tràng vừa giảm tiêu chảy, bấm huyệt và xoa bóp dùng bụng có thể kích thích nhu động ruột và tránh chứng khó tiêu. Những lưu ý khi xoa bụng để chữa bệnh. Xoa bụng hay massage bụng là một cách dễ dãi để có thể học và thực hành, chức năng chính là để điều hòa dạ dày và ruột, cải thiện tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón, viêm dạ dày mãn tính. Trong y học Trung Quốc gọi việc xoa bụng là một nguyên lý thần kỳ, tương truyền rằng Dược Vương Tôn Tư Mạc từng sống hơn 100 tuổi là nhờ việc kém cỏi xuyên xoa bụng. Ông cũng từng có câu nói nổi tiếng rằng kém cỏi xuyên xoa bụng thì có thể loại bỏ bách bệnh. Phương pháp xoa bụng. Xoa bụng không phải tùy tiện mà phải biết các triệu chứng và kỹ thuật xoa phù hợp. Điều quan trọng nhất trong việc xoa bụng là cần phân biệt rõ ràng mục đích của việc mình xoa bụng là gì. Có sự khác nhau giữa xoa bụng để dưỡng sinh, chăm bẩm sức khỏe chủ động khi chưa bị bệnh và xoa bụng để chữa bệnh. Mỗi một mục đích lại có nguyên lý xoa bụng khác nhau. Ví dụ, nếu xoa bụng với mục đích là một giải pháp chăm bẩm sức khỏe thì cần phải xoa bụng theo hướng ngược chiều kim đồng đại dương, nếu bị tiêu chảy, bệnh lý thì phải xoa theo hướng cùng chiều kim đồng đại dương.
Phương pháp xoa bụng chi tiết là đặt lòng bàn tay phải vào rốn, xếp y bàn tay trái lên bàn tay phải trên vị trí rốn, sau đó lấy rốn làm tâm điểm, tiếp tục xoa theo chiều kim đồng đại dương hoặc ngược chiều kim đồng đại dương như nói ở trên. Mỗi lần xoa như vậy nên làm khoảng 50 vòng, lực xoa vừa phải, trong năng lực mà phiên bản thân cảm thấy dễ chịu. Nhịp thở phải duy trì đều đặn khi xoa. Mỗi ngày nên thực hiện từ 3-4 lần như vậy. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý đến thời gian xoa bụng. Khoảng thời gian tốt nhất là vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ vào ban đêm. Khi xoa bụng thì không nên thực hiện trong tình trạng quá đói hay no, nếu bụng bệnh nào đó liên quan đến viêm da, viêm đường ruột, viêm ruột thừa cấp tính và các chứng viêm ở bụng khác hoặc ung thư, thì không nên tiến hành việc xoa bụng để tránh sự lây lan của tình trạng viêm nhiễm hoặc lan rộng của các tế bào ung thư. Tuân thủ đúng nguyên lý xoa bụng có thể cải thiện chức năng nhu động của ruột già và ruột non, tăng cường tiêu hóa, hấp thu và bài tiết thức ăn, ngăn ngừa các bệnh đường ruột như táo bón và tiêu chảy, và giảm tích tụ mỡ bụng. Có rất nhiều lợi ích nếu người chơi kém cỏi xuyên xoa bụng, nhưng hãy nhớ nguyên lý xoa bụng phải đúng. Nguồn link 39.